Vì sao không nên để trứng trong tủ lạnh? Bảo quản trứng trong tủ lạnh là thói quen của hàng trăm triệu gia đình. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết đây không phải là một biện pháp an toàn. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong video sau đây nhé. Trứng không nhất thiết phải được bảo quản trong tủ lạnh. Việc này đôi khi còn gây ra ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm khuẩn không mong muốn. Không thích hợp để làm bánh. Đối với những người thích làm bánh, trứng để ở nhiệt độ phòng chắc chắn tốt hơn trứng đông lạnh. Lý do là lòng trắng bị đông lạnh sẽ không thể đánh tan hoặc đánh bông lên được như lòng trắng ở nhiệt độ bình thường. Điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến độ bông, xốp của bánh. Nhanh hỏng hơn. Có vẻ không hợp lý, nhưng thực chất trứng ở nhiệt độ thường không bị hỏng nhanh khi so sánh với trứng trong tủ lạnh. Vi khuẩn bám trên vỏ. Việc lấy trứng từ tủ lạnh ra ngoài nhiệt độ phòng có thể làm ngưng tụ và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trên vỏ trứng. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào trứng qua vỏ và khiến trứng không được an toàn. Không cần để tủ khi còn tươi. Đối với trứng tươi, nếu bên ngoài vỏ trứng còn nguyên lớp màng nhầy thì không cần phải bảo quản ngay vào tủ lạnh. Trường hợp ngoại lệ. Đối với những quả trứng bị hỏng hoặc có nghi ngờ nhiễm khuẩn, nếu để ở nhiệt độ thường sẽ làm những quả trứng còn lại bị tình trạng tương tự. Do đó, trong trường hợp này, trứng nên được giữ trong tủ lạnh để diệt khuẩn. Trứng đã cho ra khỏi tủ lạnh thì dùng trong 2 tiếng, nếu để lâu, trứng sẽ hỏng. Thời hạn sử dụng. Điểm mấu chốt để bảo quản trứng chính là thời gian. Trứng để ở nhiệt độ thường nên sử dụng trong khoảng 7 đến 10 ngày và 30 đến 45 ngày nếu để trong tủ lạnh. Cách bảo quản đúng. Rửa sạch bên ngoài trước khi cất trữ. Để đầu to của quả trứng lên trên khi dựng đứng. Xếp trứng vào hộp ca tông kín rồi đem cất. Nên để trứng ở vị trí cố định trong tủ lạnh. Không nên để ở cánh tủ vì nhiệt độ không đều sẽ làm trứng nhanh hỏng. Trên đây là một số thông tin về cách bảo quản trứng trong tủ lạnh. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho kênh sản xuất các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!